6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bitania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thiết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá, sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Giuda Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: "Sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo?" Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: "Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu." Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó. Họ tuôn đến không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào tuần thánh, gọi là một tuần lễ đặc biệt của người Công giáo. Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng đi với Chúa Giêsu Kitô trên chặng đường thương khó, và đích điểm đó là chúng ta sẽ mừng biến cố Chúa phục sinh vào Chúa Nhục phục sinh. Trong suốt tuần này, mỗi ngày tôi sẽ trình bày cho quý ông bà và anh chị em những nhân vật, những sự kiện liên quan đến cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Hôm nay là ngày thứ hai tuần thánh. Chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng theo Thánh Gioan chương 12 câu 1 đến câu 11. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm về ba nhân vật, gọi là ba chị em Marta, Maria và Lazaro. Họ ở làng Bethania và họ chính là những người bạn thân của Chúa Giêsu Kitô. Trên bước đường rao giảng tin mừng, nhiều lần Chúa Giêsu Kitô đã ghé thăm gia đình bạn hữu thân thiết này, và Ngài đã từng làm cho Lazaro chết chôn trong mồ 4 ngày được sống lại. Và hôm nay câu chuyện diễn ra trong bài tin mừng cũng liên quan đến nhân vật Lazaro. Trước hết chúng ta thấy chị Maria. Maria là em của Marta, là người đã từng ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe lời của Ngài. Trong tin mừng ngày hôm nay thì Maria lại một lần nữa dùng bình dầu thơm quý giá nhất để sức cho Chúa Giêsu. Cái cử chỉ này của chị đã nói lên lòng yêu mến của chị rất dạt dào về Đức Kitô. Chị dành hết tất cả những tình cảm, lòng yêu mến của mình dành cho Chúa Giêsu. Và cử chỉ này của chị đã được thánh sử ghi lại và được lưu truyền như là một con người có lòng yêu mến, tỏ lòng yêu mến đặc biệt với Giêsu Kitô là Chúa, là thầy của cuộc đời của chị và cũng là của chúng ta. Và nhân vật thứ hai mà tôi muốn mời quả anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ đó là anh Lazaro. Anh Lazaro là người được Chúa Giêsu Kitô làm cho sống lại, phục sinh sau 4 ngày chết trong mồ. Và anh Lazaro theo tin mừng kể thì các thượng tế đã quyết định giết luôn cả anh Lazaro, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Vì sao lại như vậy? Vì việc mà anh Lazaro sống lại đó là một chứng nhân, chứng nhân cho quyền năng của Chúa Kitô, chứng nhân cho quyền năng phục sinh của Ngài, và đó là báo trước cho quyền năng Ngài sẽ sống lại từ cõi chết. Và như thế mọi người bị thu hút bởi đời sống chứng tá này của Lazaro. Và bởi vì như vậy thì
giới lãnh đạo Do Thái đã căm tức, và bởi vì họ luôn luôn là những người ghen tức trước những việc Chúa Giêsu làm, trước những lời rao giảng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đụng chạm đến quyền lời của họ vì lòng ganh ghét đố kỵ mà họ muốn loại trừ Chúa Giêsu. Và hôm nay Lazaro như là một cái gai trước mắt họ, bởi vì họ, bởi vì anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin Chúa Giêsu Kitô, và cái lòng ganh ghét này, cái mối thù hằn này lại một lần nữa nổi lên nơi những người biệt phái và kinh sư, và họ tìm cách muốn giết Chúa Giêsu. Như thế qua nhân vật Lazaro cho chúng ta thêm xác tín rằng khi chúng ta là chứng nhân cho Chúa, khi chúng ta chứng nhân cho Kitô phục sinh, khi chúng ta làm chứng nhân cho niềm hy vọng, thì chúng ta cũng sẽ bị người đời ganh ghét, đố kỵ và muốn loại trừ chúng ta. Bởi vì mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm phục sinh là một cái mầu nhiệm gây cớ vấp phạm cho nhiều người. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta để qua hai nhân vật trong tin mừng ngày hôm nay, Maria và Lazaro, sẽ làm sống lên trong chúng ta niềm yêu mến vào Thầy Giêsu và làm chứng tá cho Thầy Giêsu dù phải chấp nhận những cái khó khăn, gian nan, thử thách và thậm chí là cái chết. Amen.